Thưa quý vị và các bạn, làng nghề Tân Triều thuộc xã Ven Đô, đất chật người đông của huyện Thanh Trì, Hà Nội, hình thành và phát triển từ lâu đời với các nghề truyền thống. Tuy nhiên gần đây Tân Triều có thêm nhiều nghề mới từ chế biến phế liệu. Chính vì vậy mà nơi đây luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ khó lường. Đây là hiện trường của một vụ cháy xảy ra tại một xưởng thu gom phế liệu nằm trên phố Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đám cháy bất ngờ lại bùng phát tại vị trí có nhiều vật dụng dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng, khói bốc cao hàng trăm mét. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy với hơn 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Rất may không có thiệt hại về người. Trước đó tại khu vực này cũng từng xảy ra hỏa hoạn làm thiêu rụi 6 ngôi nhà. Điều này cho thấy công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực này đang tồn tại nhiều bất cập. Với cái đặc thù là coi như là khu vực coi như là mua các phế liệu tái chế, thế do đó là những cái điều kiện coi như là về sự am hiểu cũng như là do cái thời vụ đấy, cho đó cái chúng tôi xác định là cái đây là cũng là địa bàn trọng điểm. Khi phát triển thêm hoạt động thu mua và chế biến phế liệu, nơi đây như một bãi rác khổng lồ giữa lòng thủ đô và luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Sau nhiều vụ hỏa hoạn, lẽ ra công tác phòng chống cháy nổ phải được các cơ quan chức năng nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá. Tuy nhiên, nhìn những cơ sở sản xuất này có thể thấy được nguy cơ mất an toàn. Gần như là những cái hộ mà sản xuất nhỏ lẻ xung quanh đây thì gần như là họ không chú ý gì đến vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy cả. Cho nên là họ có thể là chỉ một chút bất cẩn là họ có thể xảy ra cháy. Và hầu như họ không có các cái dụng bình cứu hỏa hay tập huấn hay là về điều tất cả các vấn đề phòng cháy chữa cháy gần như là họ không trang bị. Một tháng cháy 2 vụ. Đấy. Còn trước kia gọi là đầu là cuối năm ngoái cũng lại cháy một vụ. Nếu mà đã trở lên cháy, đã có phát sinh ra cái cháy này là nó là rất lớn. Qua rà soát, trên địa bàn huyện Thanh Trì có khoảng 463 cơ sở có nguy cơ về cháy nổ. Trong đó riêng tại xã Tân Triều có đến gần 100 cơ sở mất an toàn phòng cháy. Đáng lo ngại, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao đã tăng 109 cơ sở so với năm 2016. Qua những cái vụ cháy gần đây thì vừa rồi thì cảnh sát phòng cháy thành phố cũng như ủy ban dân huyện đã có chỉ đạo, thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch tổng kiểm tra rà soát lại toàn bộ cái khu vực làng nghề Tân Triều và những cái dự án lân cận trong xã Tân Triều để có những cái biện pháp cụ thể hơn trong cái công tác phòng cháy cháy, tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là đến cái nhận thức của người dân. Khi những bất cập về an toàn phòng cháy luôn hiện hữu và không được khắc phục thì người dân sống quanh khu vực làng nghề vẫn thường trực lo lắng bất an. Dường như các vụ cháy liên tiếp xảy ra tại địa bàn này vẫn chưa trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho ý thức của người dân cũng như công tác quản lý của cơ quan chức năng. Không chỉ Tân Triều, đã đến lúc các ban ngành địa phương của Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ các làng nghề để có giải pháp hạn chế phòng chống cháy nổ.